Mình có theo dõi bác sĩ Võ Xuân Sơn và nhận được một thông tin là bác sĩ hiện tại đang có 400 thiết bị đo nồng độ oxy trong máu viết tắt là SpO2 dự định là tặng cho những người nhiễm F0 nghèo. Các bạn lưu ý là chúng ta nhiễm F0 thì chúng ta nên liên hệ với bác sĩ Võ Xuân Sơn để chúng ta xin một cái thiết bị đo và chúng ta có thể mang về nhà để xem cái nồng độ oxy trong máu của chúng ta như thế nào. Hiện thì sản phẩm vẫn đang thiếu pin là pin 3A nhé các bạn. Các bạn lưu ý là sản phẩm đang vẫn còn thiếu pin nên là chúng ta lưu ý việc này. Những bạn đang ở Sài Gòn nếu có nhận được thông tin này hãy chia sẻ để mà hỗ trợ những cái người khó khăn và người nghèo có thể tiếp cận được cái máy đo nồng độ oxy trong máu này. Một video trước mình có hướng dẫn các bạn sử dụng điện thoại Samsung Galaxy dòng Note hay dòng S để đo nồng độ oxy trong máu. Các bạn có thể tìm lại video đó và xem. Nếu các bạn có sẵn điện thoại Samsung mình sẽ để liên kết profile của Facebook của bác sĩ và xuân xuân bên dưới cái mô tả và cái comment các bạn hãy nhấc vào đó và truy cập liên hệ với bác sĩ nhé.